Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay thì Hoàng Tuấn có một cái tin khẩn, xin phép Nguyên Khôi là phải vô chương trình ngay lập tức. Yeah. Chúng tôi có một cái tin này là rất là gấp nha, rất là cần thiết là thông báo khẩn cho các cuộc điện ở Mỹ. Sao vậy? Thì lúc trước ông Phúc ông bảo là nếu cuộc điện ở Mỹ nó biết đi nên nó về Việt Nam thì thôi bây giờ tất cả các cuộc điện ở Mỹ đừng có ý tưởng đó nữa. Bởi vì 30 phút bảo 253 cuộc điện bị hạ đo ván bảo người lao động online. Dĩ nhiên ở Việt Nam thì miền Trung là mưa bão nhiều, nhưng mà bây giờ người ta đưa vấn đề là có 30 phút thôi mà tới 253 cuộc điện bị hạ đo ván. Một bài báo khác thì nói tới số 400, có thể là con số nó sau khi người ta xem xét lại. Nhưng mà người ta chỉ tính cho có 30 phút thôi. Thì khi bảo cơn bão số 5 đó, người ta hỏi nếu một trong số hàng trăm chiếc cuộc điện kia nó đổ vô nhà dân thì hậu quả nó sẽ như thế nào. Và ngay sau đây, ai sẽ là người cuối cùng chịu chi phí cho những cây cột đổ theo cái kiểu tiện ngang ấy. Thống kê sơ bộ cho biết là tổng cộng tới 253 cuộc điện bị đổ ở mức gãy đứt trong bão số 5. Quảng Trị 53 cột, Đà Nẵng có 3 thôi, Quảng Bình 2. Riêng Thừa Thiên Huế 30 phút bão đổ bộ thì 195 cuộc điện bị đo ván. Thì người ta nói là cần phải công bằng là cuộc điện đổ không phải là vì không có lõi thép như những bức ảnh ở trên mạng. Thì khi người ta nói về cái chuyên môn đó thì mấy ông cũng bảo như thế này. Ông trên đài Voice of VOV, tức là Voice of Việt Nam phải không anh? Dạ. Ông Hà Thanh Long là giám đốc công ty điện lực Huế, ông giải thích là cột điện gãy là bởi vì cái sử dụng thép chịu đựng lực đường kính nhỏ, nó không giống như thép truyền thống. Thì chúng tôi không biết tại sao là như vậy. Cột truyền thống là phi 16, phi 18. Cột bây giờ chỉ có 8, 10, 12 tùy theo loại cột và chịu ứng lực, cho nên khi gãy là nó đứt luôn. Thì người viết bài báo này người ta nói bây giờ cái chuyện về chuyên môn á, người dân người ta không có thể biết được. Ta không biết phi mấy, phi 10, phi 12 đó là chuyện của các ông. Nhưng mà từ thực tế hàng trăm cột điện ngã đổ trong cơn bão số 5 vừa qua, cần phải xem xét đánh giá lại khả năng chống chịu mưa bão của các cột giữ ứng lực. Và cột gãy nó là cột gãy, và đó là cái mối nguy hiểm khôn lường. Và để tránh những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho những người dân ở phía dưới thì ngay lúc này cần kiểm tra, chứ không thể đổ lỗi cho bão mạnh hay là tiêu chuẩn Việt Nam nó là như thế như thế. Và cuối cùng thì cái người mà chịu thiệt thòi vẫn là người dân. Bởi vì mất điện rồi tất cả những khi mà như thế đó thì điện lực người ta phải bỏ tiền ra, phải không? Tiền ở đâu mà gây đổ xuống như vậy, rất là nguy hiểm cho cái vấn đề an toàn cho người dân. Chi phí thay thế tất cả các nguồn điện này rốt cuộc cũng lại hạch toán vào giá thành điện nha. Dân Việt Nam giờ đang la làng về cái vụ mà tiền điện đó. Thì cuối cùng là cũng bổ vô túi dân thôi. Đấy thì mà phía trước còn tới mười mấy cơn bão nữa chứ không ít hơn. Thì chúng tôi nghĩ là viết bài báo này tên là anh Đào, đừng có lo. Mười mấy cơn bão đừng có lo, bởi vì mấy cơn bão đầu là nó gãy hết rồi. Thì mấy cơn bão sau thì cũng không lo nữa. Đây là tiền ngoài Hoàng Tuấn lo là ở bên Huế phải không anh? Ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, là ở miền Trung đó. Thì chúng tôi chỉ đây là tin của anh, tin anh báo gì vậy anh? Tin là báo Lao Động Online. Báo Lao Động Online, còn chúng tôi nghe tin Vỉa Hè, cái báo viahe.com á. Nó là tin là Thanh Hóa người ta buồn. Là sao? Đầu tưởng là báo nó cũng tràn qua Thanh Hóa. Mà giờ nó chỉ tới Huế nó ngừng. Chứ nếu mà nó tới Thanh Hóa lại này, kiếm được mớ cổ điện gãy là mới kiếm ăn nữa, lại có dự án mới. Chứ không gãy. Thanh Hóa buồn. Thanh Hóa họ buồn thì nó cho nên Huế thì vui mà Thanh Hóa thì buồn. Huế là vui, xin lỗi, phải là người dân Huế nha. Mà cán bộ vui. Mà cho nên là có như vậy mới có việc làm. Anh nói chuyện anh Hoàng Tuấn này ngây thơ. Mà chúng tôi sợ gì đọc bài báo này là thông báo khẩn cho các cục điện ở Mỹ. Nhưng mà đừng có về Việt Nam. Tôi thấy anh cũng còn ngây thơ. Nếu hồi đấy mình làm cái cột điện nó vững, nó chắc, nó không gãy, bão đến không gãy thì lấy gì mà ăn? Lấy gì mà ăn? Chúng tôi không giả sử cặp đất mà ăn nữa, tại vì giờ cặp đất nó ăn dữ lắm. Nhưng mà lấy gì mà ăn? Nhưng mà chưa chắc là ai buồn, chưa chắc là chưa biết là ai vui. Rồi bây giờ cái chuyện này là có chuyện rõ ràng này. Thực tế này, báo này là báo một pháp luật của báo Thanh Niên. Mua bằng bác sĩ giá chỉ có 3 triệu đồng. Wow, 3 triệu là để coi một trăm đô thì khoảng 2 triệu. Coi như 5 triệu đồng 1 triệu đi phải không? 3 triệu là khoảng 150.
chưa tới giờ tiền nó mất giá đó còn. Như vậy thì trong trong nhà bán tôi cũng còn được mấy nhà. Tôi về Việt Nam tôi mua mở. Bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề giả được mua bán như rau ngoài chợ. Thậm chí đầu nậu còn bao cả việc sao y bản chính, chót lọt cơ quan công quyền. Bằng bác sĩ giả được giao bán 3 triệu chứng chỉ hành nghề, giá 1 triệu rưỡi. Sau vài ngày, khách có thể trở thành một cử nhân ngành y hay một bác sĩ có chứng chỉ hành nghề lâu năm. Trong khi đó, tình trạng sử dụng bằng cấp giả ngành y cũng đã từng bị phát hiện. Đáng nói, bác sĩ dùng bằng giả phẫu thuật bệnh nhân tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra xử lý từ các cơ quan chức năng. Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi thắc mắc cái chỗ này nè. Bác sĩ giả, khi ví dụ như bây giờ tôi cầm cái bằng giả phải không? Tôi tới, anh là cơ quan chủ quản, tôi có bệnh viện đi. Khi mà anh thấy cái tên của tôi đó, yeah, thì anh phải có cái cách để mà truy ra chứ. Yeah. Ví dụ như bỏ vô, à, ông này là bác sĩ, ông học ở đâu? Ông học năm nào? Mà tại sao chỉ có lấy cái bằng không rồi đi làm bác sĩ? Ủa, tức là cũng anh lại trở về cái vấn đề là như vậy, nếu mà anh làm như vậy anh lấy gì mà ăn? Không có ai mà muốn đi lập đơn. Tôi nghĩ vậy thôi. Ở Việt Nam bây giờ theo như chúng tôi tìm hiểu thì là không có ai mà tự động cầm cái đơn xin đi việc làm mà anh nộp vào cầm không. Ủa, cái đơn nó phải có cái sự hậu thuẫn ở bên dưới. Cho nên là ngày hôm trước mình nói về cái vấn đề luật pháp mà một cụ già mà phải đổi đơn đi xin sự kiện đó. Cụ già. Đó thì. Ta cũng cứ đợi cái đơn không. Là sao mà xét bao giờ nó mới xét tới. Dạ, trong nước người ta bảo là ngày xưa là có bao công. Việt Nam giờ chỉ có bao bì. Bao là phải có bì. Chứ còn không thì cũng được. Anh có bằng, nhưng mà nếu mà dưới anh không có đây, chúng tôi còn chẳng những bán bằng cho anh mà chúng tôi còn bán cái chứng chỉ hành nghề. Trời. Tức là thí dụ anh là bác sĩ, anh còn bác sĩ, nhưng mà nếu mà anh bằng bác sĩ anh tốt nghiệp 5 năm mà anh không làm việc đâu thì anh chẳng có kinh nghiệm gì cả. Anh không được ai, anh không có trình độ, không có tay nghề thì làm sao mà nơi nào người ta nhận anh? Anh phải có chứng chỉ hành nghề, tức đó là ở anh cũng đã hành nghề bác sĩ, đã tốt nghiệp ra trường nhưng mà có hành nghề này đấy kia. Và nếu cần có bản sao để có thể nộp nhiều nơi khác nhau thì chúng tôi có bản sao, tôi bán bản sao bao luôn và bao luôn và có chứng nhận. Thật lắm. Nhưng mà ai chứng? Không thì chúng tôi chứng thôi. Nếu mà thế cho nên là muốn... cái lời nói của ông Vũ Đức Đam rất là đúng mà nè. Sao? Rất nhiều người trên thế giới muốn sống ở Việt Nam. Thực sự tôi nghe là tôi muốn về Việt Nam lắm. Bởi vì chỉ có 3 triệu mà có được cái bằng bác sĩ. Trời sướng quá. Mà sướng muốn chứng chỉ hành nghề là sướng quá. Thế thì tôi bỏ thêm vài triệu đó tôi có thể là tiến sĩ, thạc sĩ, cái gì sĩ cũng có. Mà cái hai không phải là khó làm. Mà ai muốn là có. Mua như mua rau nữa. Rau bán tràn lan trên mạng. Có vài chữ Google khách có thể tiếp cận ngay cái địa chỉ tin cậy làm bằng cấp giả đầu tháng 9 năm 2020 mới đây nhá. Phóng viên Thanh Niên ghi nhận một người đàn ông tên là R, ngụ ở quận 8 mua bằng bác sĩ trên trang làm bằng siêu tốc.com. Làm bằng siêu tốc.com đó, đó là trang này quảng cáo. Chúng ta sẽ giúp bạn làm bằng đại học giá rẻ, cam kết chất lượng 100% như bằng thật. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng, mang đi công chứng nhà nước, xin việc. Thưa quý vị, đối với Cộng sản Việt Nam đó, cái công an mạng đó, nó ghê gớm lắm. Lên Facebook đó, mà nói những cái điều mà là đụng chạm tới ông chủ tịch, ông bí thư, hay là nó là công an nó tới nhà. Nó sợ gãy liền. Nó sợ gãy liền. Mà cái chuyện như thế này nó báo nghĩa rằng là thì không ai nói gì cả. Thì tôi nghĩ chắc là cái nó không ảnh hưởng đến an ninh đất nước, nó không ảnh hưởng mà nhiều khi nó có những cái kết quả tốt nữa. Bởi vì mấy thằng làm bằng giả này nhiều khi nó hay dẫn mình uống cà phê, nó hay dẫn mình đi nhậu, và thỉnh thoảng thì nó ghé nhà mình á, thấy tivi nhà anh thấy nó hơi cũ nè, cái xe nhà anh thấy em thấy cũng không còn mới lắm, thế vậy thôi. Nước như vậy thì quý bác sĩ bằng giả, mọi thứ đều bằng giả. Mà cái khổ như vậy này hoàn toàn vừa có nêu ra một cái điểm cũng rất là hay. Tại sao mình không kiểm tra lại xem, kiểm soát lại xem những cái bằng đó có thật hay không? Thực sự những cái công ty bên ngoài người ta có kiểm soát. Cho nên là nó mua những cái bằng giả này là chỉ đưa vào trong các cơ quan nhà nước mà thôi. Đúng rồi. Anh hiểu không? Bệnh viện là bệnh viện công. Các cơ quan kỹ sư hay là các cầu đường hay là khá là những cái nơi mà người ta của nhà nước phải nước thì cái kia mới làm ăn được.
Mà của nhà nước thì dĩ nhiên kiểm tra làm gì cho nó mệt. Nói chung là trách việc. Nói thẳng là nhà nước là làm bằng gian dối. chỉ có thằng tư nhân thì nó làm bằng đàng hoàng. Tư nhân làm bằng cái tiền của người ta, người ta phải lo, người ta phải kiếm người, người đàng hoàng. Kinh tế tập thể là toàn làm ăn gian dối cả. Cái chuyện nó rõ ràng rồi. Tức là chỉ có cái bằng giả này chỉ lọt vào bệnh viện nhà nước thôi. Chứ còn đương nhiên ví dụ anh là có bệnh viện tư đi. Khi mướn anh phải kiểm chứng rõ ràng chứ, phải không? Đúng rồi. Chứ không lẽ mướn cái thằng giỏm vô rồi nó hại người ta sao? Mà bây giờ kiểm chứng lại nó rất là dễ dàng. Với lại anh biết sao? Thời gian tôi nói bằng cái kiểm chứng là bởi vì như thế này. Một cái chuyện đơn giản thôi. Tôi nói về vấn đề tôn giáo đó nha. Ví dụ như bây giờ tôi đi lấy vợ. Tôi học đạo. Tôi trở thành người Công giáo. Thế thì tôi mới bảo với cha xứ, không, con rửa tội rồi. Con là người có tinh thánh rồi. Cha xứ hỏi cho anh rửa tội đâu? Giáo xứ nào? Tinh thánh là gì? Tinh thánh là gì? Gửi thư về ngay cái giáo xứ đó. Lục ra là không có. Là biết ngay đó, là tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản. Đấy là ngày xưa, chưa có computer. Mà cái chuyện đó là về vấn đề tôn giáo thôi. Anh chưa rửa tội mà anh bảo anh rửa tội rồi. Xứ nào cha nào rửa tội cho anh? Rồi truy là nó ra ngay. Con này bác sĩ mà cái bằng có 3 triệu như thế vậy. Cái này nó còn hơn ấp là ấp anh hả? Ấp nó còn đợi ngày nó mới nở. Cái này nó không còn ấp. Kinh khủng quá. Rồi thế thì tôi bỏ con bác sĩ, bây giờ tôi qua cầu đường nè. Đường ở Hà Nội vừa thảm xong, có thể lấy tay bóc ra từng mảng. Tức là cái đường người ta vá cái mặt lại đó. Người ta lót thêm đó. Gọi là thảm đó. Báo Tiền Phong online đó nha. Một đoạn đường nằm trên tỉnh lộ 429 qua huyện Thường Tín, Hà Nội đã thảm xong, nhưng người dân có thể dễ dàng lấy tay bóc lên từng mảng lớn. Phía dưới các mảng mặt đường được bóc ra này có nhiều bùn đất bám vào lẫn vào trong đó. Tức là một cái mặt đường khi anh muốn lót lên đó, anh phải làm cho nó sạch đi. Đúng rồi. Còn này cứ để dơ như máy, có cái máy rửa đường thế. Thế thì ở trên mạng đó, người ta loan truyền cái clip này trên mạng. Thế thì là đã bị lấy xuống. Tức là người ta đưa lên Facebook đó. Rồi các bố là lấy xuống. Thì cuối cùng bây giờ thì người ta không có giấu được và bảo rằng như thế này. Đúng là đơn vị làm vệ sinh chưa có tốt là bên cầu đường đó nha. Hơn nữa trong quá trình thảm bị ngắt quãng do thiếu bê tông nhựa nên đến tối công nhân mới tiếp tục thảm thêm. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công ty và sẽ tự bỏ tiền ra để thảm lại đoạn đường trên. Thưa quý vị, ông trọng ông là đơn vị thì ông lo cái vấn đề này á. Khi mà ông bỏ tiền ra ông làm, quý vị tin không? Chúng tôi không tin. Ngu gì mà tao bỏ tiền ra tao làm lại cho nó tốt. Tức là làm là cũng va vá trở lại. Thưa quý vị, có một cái con đường chỉ có đắp thêm vô thôi mà không có rửa sạch cái mặt đường để cho nó sình lệ. Rồi bây giờ người ta lấy tay, người ta bóc nó ra. Bởi vì nó đâu có bám được đâu. Ôi giời, như thế này đất nước mình ngộ quá phải không anh? Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Thưa quý vị, đó là cái con đường mà chúng tôi nói là ở Hà Nội nhé, thủ đô. Chứ không phải là nó ví dụ như ở một cái huyện, một cái xã nào nó xa xôi, không ai thấy. Quý vị thử tưởng tượng cái con đường mà lấy tay bóc nó ra như thế thì xe chạy sao. Thì chúng tôi mới truy ngược lại đó. Khi những người mà người ta đứng ra ta làm cái con đường đó, rồi người ta có nghiệp vụ chứ nè. Người ta nghĩ như thế nào? Chuyên môn chứ. Người ta nghĩ như thế nào? Mà khi một cái con đường người ta làm như vậy mà... Tôi hỏi chứ bây giờ chẳng hạn như cấp trên của tôi... họ không có trách nhiệm, họ vô trách nhiệm thì không lẽ tôi là cấp dưới mà tôi phải giữ trách nhiệm với cái chuyện nó xảy ra là nó có từ trên nó thối, từ trên nó thối xuống rồi. Một cái đất nước như thế, một cái đảng như thế, một cái nhà nước như thế mà tới Tết á thì chúng tôi có nhớ mừng đảng mừng xuân rất là vô duyên. Ta mất mới gì ta mừng xuân đúng không? Như là Mỹ nó kêu Mỹ là tiếng Anh nó kêu là Happy New Year. Thì nếu mà mừng như thế thì cũng happy new đảng đi. Thì tôi thấy happy á, đúng không? Mừng chúc mừng năm mới. Thì ví dụ như mừng đảng mừng xuân thì năm mới cũng chúc mừng đảng mới. Cho cái đảng cũ đi điều khác. Xin lỗi mình không cho phép Hoàng Tuấn thêm tí xíu nữa. Rồi anh nói gì? Trong những ngày qua đó, thì chúng tôi buổi tối Hoàng Tuấn hay lên trên YouTube ra. Chúng tôi lại nghe cải lương. Tôi là người miền Trung mà tôi cũng thích nghe cải lương. Và tôi nghe thì nó cũng thấm lắm, tôi cũng thích lắm. Thì đó là cái việc bình thường, bởi vì bây giờ các bạn trẻ, các em, các cháu mà vẫn còn giữ được cái văn hóa đó đi rồi tốt đẹp. Mặc dù đó là truyền hình ở trong nước,
Chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là không phải tất cả những cái gì ở trong nước chúng tôi đều phản đối cả. Mặc dù đó là truyền hình của nhà nước, nhưng mà vẫn có những cái chương trình như là tài tử miệt vườn hay là những cái chuông vàng vân vân, thì vẫn đưa được cái giọng ca của các em các cháu rất là hay, để được điều tốt đẹp. Nhưng mà như vậy thì chúng tôi thấy là cũng đủ rồi. Mình còn làm việc khác nữa. Bây giờ ở An Giang đó, An Giang khởi công xây một nhà hát với kinh phí hơn 215 tỷ đồng. Anh em, cái chuyện mà xây nhà hát là cái chuyện cũng phục vụ cho đời sống thôi, nhưng mà dưới miền Tây đó bây giờ cũng còn khổ nhiều lắm. Nhiều nơi không có cầu cống, không có đường xá, những con đường ngay tại Hà Nội mà thảm lên lấy tay bóc ra. Mà bây giờ mấy bố đó là bây giờ đưa ra một cái chương trình là xây một cái nhà hát hơn 215 tỷ đồng, thì người dân người ta không có, khi người ta nghe cái tin này người ta không có thấy phấn khởi gì cả. Và có ý kiến như thế này nè, nghĩa là không biết là cái tôi hy vọng xây xong nó ế giống như cái nhà ba nón lá ở Bạc Liêu. Có nghĩa là người dân người ta không tin, người ta tin chắc là khi xây xong cái nhà hát này ra thì nó lại bỏ. Tại cho 215 tỷ đó có trình độ một nửa trong hơn 100 tỷ ở trong đó là nó đâu có vào nhà hát, nó vào chỗ khác rồi đúng không? Nó cũng vào nhà hát mà nó hát karaoke. Không, thực sự ra xây nhà hát thì cũng tốt. Xây nhà tốt nhất là ở miền Tây, tại vì người ta thích ở Sài Gòn thì có nhiều phương tiện giải trí hơn, anh công nhận không? Người dân miền Tây thì họ còn có phương tiện giải trí tốt. Tôi nghĩ là đồng ý với lại thay vì xây cái nhà hát gì ở bên chỗ Thủ Thiêm mà nhà hát gọi là cái nhà gì mà nhà giao hưởng gì đó, nhà giao hưởng, thì nên xây cái này hơn, nó thực tế với người dân hơn, nhưng mà có điều là vừa phải thôi. Nhưng mà thì người dân trong nước người ta có ý kiến là bây giờ mình còn thiếu trường học nè, mình thiếu bệnh viện thì mình cắt một nửa mình xây một cái nhà hát tương đối thôi. Mà đừng có ăn, đừng có bố, đừng có ăn xem ở trong đấy. Nhưng mà như thế này, trong bài báo đó là dự kiến thôi nha, công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào vận hành khai thác trong tháng 9 2022. Thì chúng tôi khi đọc đây, chúng tôi chỉ nhớ theo cái cách nói của các diễn viên ở trong nước, bây giờ người ta gọi là những diễn viên hài đó. Họ làm được không mày? Hên xui. Sao mày nhắm mày ca nổi không? Hên xui. Thì đọc đây tự nhiên tôi nhớ tới chỗ đó. Hên xui. Chứ còn hỏi anh, chứ công trình 15 năm nó chưa khởi công. Năm 2 năm nữa nó đưa vào vận hành thì tôi cũng hên xui thôi. Tôi thấy có một cái chuyện tôi lo âu cho cái tương lai cho đất nước. Tại vì có một cái tình trạng xảy ra gần đây là hết cán bộ nào mà bị đưa ra kỷ luật hay có thể là nguy cơ là bị tù hay sắp bị tù là hay bị bệnh ung thư. anh thấy nguy hiểm không? Khi làm thì không bệnh, không ai nói thấy người đó bị bệnh cả, nhưng mà khi mà bắt bị kỷ luật đó, thì nó ung thư, nó bị ung thư. Ông tôi thư, rất là lo. Ung thư tự phát hay là ung thư này do đảng quy hoạch? Anh phải nói ra ngoài, tôi chưa thấy có cái ung thư nào ung thư tự phát trên cái đời này. Xin lỗi anh, tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi lo có hai yếu tố xảy ra. Ung thư tự phát là sao? Tức là bây giờ tự nhiên cái mình á, mình lo lắng quá mình bị ung thư. Ôi tôi bị ung thư, tôi đau quá, tôi đừng có xử tôi để cho tôi nghỉ ngơi. Đó, thứ nhất. Ung thư mà do đảng quy hoạch á, là nhiều khi á, một thời gian ngắn là có ung thư tự phát, rồi lại có ung thư quy hoạch. Ung thư đảng quy hoạch. Đảng quy hoạch, quy hoạch đó thì tự nhiên, tại vì bây giờ cái thằng này nó biết nhiều quá. Bây giờ mà đem nó ra xử đó thì nó lòi tùm lum hết. Thì cho nó ung thư đi. Thì một thời gian là mặc dù là qua một thời gian chạy chữa như thế này thế khác, nhưng mà ông A ông B gì đó đã không qua khỏi. Thì tôi nghĩ tôi đang lo cái vụ đó thôi. tôi nói chuyện đấy thực tế là tại vì ông Nguyễn Đức Chung là cái mới nhất á, bây giờ kỷ luật á, thì bây giờ có tin là ông ấy xin, luật sư của ông xin cho ông được về nhà chữa trị trong cái thời gian này, tại vì ông bị ung thư. Mà trong suốt thời gian đó bao năm trời ông làm việc á, tôi cứ nhìn, tôi bảo cái ông này cái mặt kỳ kỳ, buồn anh buồn nhớ thôi. buồn thôi chứ biết mà khi ông bệnh ông buồn. Mà đâu có biết là bị ung thư đâu. Mà bây giờ hóa ra là ông bị ung thư từ lâu rồi anh ạ. Mà không biết. Cho nên là ông không bao giờ cười. Rồi, một ông khác, ông Bộ trưởng Bộ Thương mại gì đó, cũng bị ra tòa, giờ cũng sắp sửa đi tù rồi. Lại cũng bị ung thư. Cho nên bây giờ có tin mới. Là sao? Tin của VN Express. Chưa xem xét kỷ luật cán bộ bị ốm nặng, bệnh hiểm nghèo. Dọn đường. Chính phủ vừa ban hành nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức theo hướng chưa xem xét kỷ luật cán bộ công chức viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức, ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện,
Theo quy định mới, chính phủ sẽ có 4 trường hợp chưa xem xét kỷ luật cán bộ công chức viên chức để xảy ra sai phạm. Đó là cán bộ công chức viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép, v.v. Ok. Thế bây giờ như thế? Đang làm việc thì nó mạnh. Nó mạnh, bị kỷ luật. Vô túi thì nó mạnh, bị kỷ luật cái nó ung thư. Thưa quý vị, nếu mà người ta đã có thể làm được bằng bác sĩ giả, thì người ta chắc chắn cũng có thể làm được giấy chứng nhận bệnh giả, đúng không anh? Đương chỉ dễ, rất đúng không anh? Rất là dễ. Và nếu người ta đã có thể làm giấy chứng nhận bệnh giả được, làm bệnh ở Việt Nam được, thì cũng có thể làm ở xứ sinh, ở xứ Pháp, ở xứ Mỹ được, phải không anh? Ừ, được, dễ. Và nếu cần thì mình sang cái xứ đảo Ship mình làm cũng được, phải không anh? Ai mà biết đâu các bố. Cái vấn đề ở đây, nó thối ở đây, cái chỗ này, cái chế độ nó thối nát ở cái chỗ như thế này. Tại sao cán bộ mà bị bệnh thì không bị đưa ra kỷ luật xét xử? Còn người dân, nếu mà người dân, người ta phạm tội gì, người ta bệnh thì sao? Nó vẫn đâu có cho người nhà. Ủa? Không cho người nhà thăm luôn. Ủa? Cái đường nó là chạy chữa. Tôi tưởng nếu mà cán bộ thì bị thì mọi người trong đất nước thì mọi công dân đều có quyền bình đẳng với nhau. Cán bộ bị bệnh thì tạm thời ngưng xét xử. Thì người dân bị bệnh mà có tội gì thì cũng hay là bị kỷ luật hay là xét xử thì cũng phải ngưng xét xử cho người ta chứ, tại sao cán bộ thì ưu tiên mà dân không được cái gì, là sao? Thì tại vì cán bộ suốt cả một đời hy sinh cống hiến cho nên nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn dân không cống hiến gì hết. Nhân thân tốt. Anh em mình thấy tất cả mọi việc nó đúng quy trình. Rất là đúng quy trình. Tức là khi nó làm á, tiền bạc nó đưa con đi ra nước ngoài, lên đài nói báo nó thoải mái, nó thành đối tượng dù lương thì trả bao nhiêu, con mà ở nước ngoài làm phải bây giờ bị cái luật cho nó ung thư. Lạ là giống như ông Nguyễn Bá Thanh lúc trước thì ông cũng bị bệnh, không đi chữa bệnh cho nên tôi mới nói anh hai yếu tố đó, một là ung thư tự phát, hai là ung thư mà đúng quy trình của đảng, do đảng. Mà tôi nghĩ nếu ung thư tự phát á thì còn may, chứ ung thư mà do đúng quy trình của đảng là kể như xong. Kể như là chỉ có là mặc dù là đã tận tình cứu chữa đó là xong. Rồi có một cái tin nhanh nữa thì cái này tôi tặng cho Nguyên Khôi. Cái tin này nó chỉ ăn trộm chó thôi ở Nghệ An đó, một đêm nó ăn trộm gần nửa tấn chó thôi, chứ không có nhiều, nửa tấn chó thôi. Nhưng tại sao tôi tặng bài báo cho anh Nguyên Khôi? Sao? Bởi vì có một cái đoạn như thế này, chúng tôi nghĩ anh Nguyên Khôi rất là thích. Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều công cụ gồm một ô tô tải, ba xe máy có gắn bộ kích điện, cùng một số dao kiếm, súng cao su, băng keo và gần 50 cá thể chó còn trong. Tổng trọng lượng là 1.000 kg. Lại cá thể. Thưa quý vị, nếu mà 50 thì chúng tôi đề nghị là và băng keo và một tập thể chó gồm 50 cá thể. Chứ nếu mà 50 cá thể thì nó trở thành tập thể rồi. Thì quý vị, chúng tôi không hiểu. Anh Nguyên Khôi rất là thích cái đoạn này, chúng tôi biết, tôi mê lắm. Anh Nguyên Khôi rất là xính cái chữ cá thể. Mà anh thấy tôi nói, tôi không phải là giỏi nha, trước tôi nói rõ ràng. Một khi đã cá thể rồi, thì ví dụ như có thằng ăn trộm đó, nó qua bắt con chó thì nó là hôm qua nhà tôi mất một cá thể chó. Thì hôm nay rõ ràng là báo đăng 50 cá thể chó còn sống. Và hết giờ rồi ha. Mỗi đêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 400 đến 500 kg chó và tập kết chia ra để đưa đi tiêu thụ. Thì chúng tôi thắc mắc, ủa chó nó cũng đi tập kết. Tôi nhớ năm 54 đó thì nó là cán bộ Việt Nam tập kết, là Việt Nam tập kết ra Bắc. Thì bây giờ chó nó cũng tập kết luôn. Thôi chịu thua. Chào quý vị. Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.